Tìm hỏi soi tính cách và nhận quà ngay tại website Milo. Ôi, em nói điểm mạnh điểm yếu của mình luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em thì là em nhiệt tình, em năng động. Tại vì tổ chức công việc nên là mình phải yêu cầu như vậy. Với lại biết quan tâm chia sẻ với người khác. Dạ. Còn điểm yếu thì đôi khi mình nhiều công việc quá nên là mình hơi bị đản trí. Em khắc phục cái chuyện đó bằng cách là em nốt vô điện thoại hoặc là em nốt vô quyển sổ vậy đó để mình nhớ. Dạ. Có cái điểm dở nào không? Có thể là nấu ăn chưa tốt. Tại vì bình thường công việc đi làm về thì giờ đó là có thể là về là ăn cơm tại mẹ chuẩn bị sẵn. Nhưng mà vẫn thích nấu ăn. Sắp tới em cũng sẽ đăng ký học nấu ăn để mà mình cải thiện cái khả năng bếp núc của mình. Không sao đâu, nấu ăn chưa tốt á, là mai mốt về có chồng là nấu ăn tốt, em yên tâm đi. Em trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ em xin liệt kê điểm mạnh của em trước. Điểm mạnh của em nghĩ cái mạnh nhất của em là người kiểu như là người kết nối, chất xúc tác, kiểu như là cầu nối giữa mọi người trong gia đình. Em là kiểu chăm chỉ làm việc, cái gì em cũng làm tới cùng hết á. Điểm yếu của em chắc cũng lâu lâu cũng hay quên như bạn. Đôi lúc em hay suy nghĩ quá nhiều á, nên đưa cái quyết định hơi chậm, thành ra đôi khi mình hơi lề mề chậm chạp chút. Em có hay đi mua đồ, mua quần áo, mua đi chợ mua đồ này kia không? Dạ không anh ơi, em mù thời trang. Mù thời trang là sao? Là ăn mặc đồ không có biết lựa đồ gì hết á. Giống như ủa bữa nay em mặc đồ cặp với anh rồi. Ủa gì hả? Cái áo này là mợ em cho, cái quần này gì em mai. Còn cái giày này, cái này nói hơi quê, cái bồ của con bạn em nó mang không vừa, cái em mua lại luôn. Ủa sao em giống anh quá vậy? Áo này bên tài trợ người ta cũng tặng, quần này người ta cho, đôi giày cũng bạn tặng. Nói chung người anh nó cũng toàn là tặng với cho không. Không vậy chắc mình được yêu thương người ta mới yêu cho. Yêu thương người ta mới cho đó em á, đừng có lo. Coi như bên kia bên đây là cùng team đó phải không? Dạ đúng rồi. Rồi vậy thôi em nói luôn đi lý do tại sao hôm nay em có mặt ở đây vậy? Dạ em có mặt ở đây là tại vì chắc là đầu tiên là do tính chất công việc của em. Hồi đó là em đi làm công trình đó, thì em cứ đi mãi đi miết thôi à. Cái đi 2-3 năm mà công trình nó cứ đẩy em ra một mình hoài à. Cái tới hồi em thấy ủa sao có một mình hoài, cái phải quay về thôi. Mà quay về lại xui là trúng cái chỗ làm lại toàn nam nữa. Rồi em chỉ có đi làm rồi về nhà, em cũng không có đi chơi bời gì hết. Nên cái mối quan hệ của em nghĩ nó bị hạn chế. Hạn chế, em có mấy mối tình? Dạ em, nếu mà đáng nhớ thì chắc là 2 mối tình đơn phương và 1 mối tình thoáng qua. Trời ơi. Đơn phương thoáng qua nó coi như không có mối nào rồi. Dạ chắc vậy quá. Vậy là chưa yêu lần sâu đậm lần nào hết. Dạ. Đó, bên đây chưa có tình mối tình sâu đậm hết, chỉ thoáng qua với lại là đơn phương thôi. Trời ơi, trong trắng lắm. Rồi thôi mình nói đi, mình nói mình có mấy mối tình rồi cưng. Em chỉ dừng lại ở mức là tìm hiểu thôi, cũng chưa yêu sâu đậm. Em thì do đi học. Đi học thì tiếp xúc nhiều với nữ, tại cái ngành của em học là nhiều nữ lắm. Và vô công ty thì cũng tiếp xúc với nhiều nữ nữa. Nên là công ty âm thịnh dương suy. Nhưng mà mình có bị khó quá không? Giống như là mình dè dặt trong các mối quan hệ. Dạ thì mối quan hệ thì khi đầu tiên thì mình cũng phải xem coi là người ấy như thế nào. Thì mình mới tiếp xúc, mình mới cởi mở ra được. Như vậy là ngày hôm nay á, là bên nhà trai với bên nhà gái á, là hai đương sự là cũng gần gần giống nhau đó. Còn Trinh Nguyên. Chào cưng. Dạ em chào. Bên đây, trai em đây rất là lanh lợi nha. Em mong muốn mẫu hình lý tưởng của em là như thế nào? Dạ, chỉ còn bạn nó xinh xắn, dễ thương một chút, có công việc ổn định. Tuổi tác thì thật sự là em cũng không có cần, chỉ cần mình hợp thôi. Còn cái tuổi là tới lúc mà dắt về mà gia đình phán xét thì tính sao? Trời ơi, không được đâu, phải hỏi gia đình trước. À vậy hả? Trời ơi, có người tính vậy xong dẫn về gia đình không chịu nữa, tuổi không được, không cho lấy nữa, khổ nữa. Dạ. Hơn nhau một tuổi hoặc thua nhau một tuổi ở cái thời đại này nó coi như là con số không luôn á. Dạ. Cái chuyện đó mình bỏ qua vấn đề tuổi tác, vấn đề là mình gặp nhau thôi đúng không? Dạ đúng rồi, với lại gần nhà. Em thành phố Thủ Đức, còn bạn này thành phố Hồ Chí Minh, là thấy hai thành phố rồi nè. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Bây giờ mong bạn gái dễ thương là dễ thương cỡ nào nè? Tôi xin là được rồi. Thì bây giờ hỏi thương chú này hơi em khó không, mình phải hỏi. Em khó hả? Không có khó. Em không, em chỉ còn giống chị Hồng Vân thôi, hồi trẻ là được rồi. Dạ. Trời, giống chị Hồng Vân hồi trẻ hả? Dạ. Tưởng đâu nói mua giống chị Hồng Vân thời này. Giống chị Hồng Vân thời này. Ê thời này á cũng có đứa mà ấy lắm nha. Dạ. Vân ơi, ơi Vân khỏe không? Không,
khó chịu. Hôm nay Vân đẹp lắm á. Vậy hả? Xinh á. Ừ, thật là cảm ơn. Giảm vài cân nữa là nè. Xinh nữa. Nhìn chào anh. Nhìn bên nhà gái tôi nè, nóng bỏng chưa? Đó, ai chị em đứng. Ai chung màu sắc rực rỡ. Bên đàn trai ta thùy mị nhẹ nhàng ha. Nít na ngồi. Nít na. Bên đàn trai gái nổi quá nổi. Mình mét nhiêu vậy cưng? Dạ em 1m67. Bằng luôn, 1m67 luôn. Dạ. Em mét nhiêu? Dạ 1m8. À thôi, vô tư. Dạ. 1m8 luôn hả? Dạ. Dữ vậy trời. Em gái. Dạ. Em muốn một người đàn ông lý tưởng như thế nào? Bạn trai là đã vượt tiêu chuẩn chiều cao của em rồi. Em muốn bạn trai là 1m7. Ừ. Ngoại hình thì em cũng không có quan trọng. Em chỉ quan trọng là bạn chân thành, đối xử với lại những người mà bạn thân yêu, bạn hết lòng mình, giống như bạn là mẫu người của gia đình. Em chỉ nãy quan giờ trọng. Bạn ấy nói, em tưởng tượng coi nó có hợp với mình không. Nghe cái cách bạn ấy nói chuyện nãy giờ đó, em thấy là bạn cũng phù hợp. Được đó, cặp này có lý rồi nha. Em ghét gì nhất ở đàn ông? Hay đi hay chọt á. Chọt. Ghét cô, chị cũng ghét. Hay chọt hay này kia, nói dựng chuyện đơm đặc. Cuộc đời nó có cà khịa chúng nó mới vui. Dạ vậy nó mới vui. Nó buồn lắm. Em không thích người đàn ông là giống như áp đặt. Áp đặt. Dạ. Đôi khi người đàn ông quyết đoán cũng tốt chứ. Dạ thì quyết đoán nhưng mà đừng có áp đặt. Tức là mình hai bên là trao đổi với nhau kỹ rồi để mà đi đến một cái kết quả cuối cùng. Chứ mà đừng có phán A là E, B là B. À vậy đó. Gia trưởng đó, cái đó là có tính gia trưởng trong đó. Kinh nghiệm đó. Như vậy, tức là mình có quyền đưa qua chứng kiến của mình. Nhưng mà bây giờ thời đại hiện đại rồi, không có cần áp đặt mà không có cần làm gì hết trơn á. Chỉ cần bỏ phiếu thôi. Bây giờ ok, bỏ phiếu. Ai nhiều phiếu người đó thắng. Xã hội công bằng văn minh là đừng áp đặt nữa ha. Rồi cái đó cũng là một ý tốt đó nha. Nhớ đàn ông đừng áp đặt nha. Ủa, em có áp bao đặt, giờ vậy đâu anh. Áp đặt tội nghiệp phụ nữ lắm. Phụ nữ người ta thấy thương lắm. Phụ nữ là người mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, chăm sóc con ăn cái rồi cơm áo gạo tiền lo toan, mưu sinh tất bật rồi tùm lum hết trơn á, mà áp đặt tội nghiệp nha. Dạ. Nhớ nha những cánh đàn ông ơi. Em đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với ba mẹ của em. À, có ba mẹ nữa. Được rồi. Chào cô chú. Chào cô chú. Trước tiên thì xin chào hai nghệ sĩ dẫn chương trình, đó là Hồng Vân và Quyền Linh. Dạ. Cùng quý vị khán giả trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ. Cháu trai bên này cũng có nhiều những cái đặc tính tốt của một cái người đàn ông trưởng thành. Mong rằng hai cháu sẽ cho nhau những cái cơ hội để mà làm quen với nhau. Hồi chú đã đánh giá đàn trai chú xíu rồi. Kính thưa chương trình, thì tôi thấy là cháu trai bên này thì thấy cũng có vẻ là chững chạc. Tuy nhiên thì trong cuộc sống thì tôi thấy nhiều khi là đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự điềm đạm hơn nữa để mà cân nhắc cái tình huống xảy ra. Điềm đạm chút xíu. Yeah. Kết nối những điềm đạm. Yeah. Rồi, bây giờ nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và hai em. À, cũng có mẹ nữa. À, có mẹ luôn. Rồi, dạ, chào nhà trai. Mình thấy nhà gái sao nè? Dạ, trước thì cũng xin kính chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tôi rất thích chương trình này, thường hay xem. Con trai, tôi có hai con thôi, con trai là con lớn và đứa con gái em đó là cách nhau 3 tuổi. Nói chung là hai con cũng ngoan, tốt, có hiếu thảo. Và Duy ơi, mà thấy bạn gái bên này dễ thương á con. Thấy cũng thùy mị, gương mặt cũng dễ nhìn. Mà nghe bạn gái nói là cũng thích đi học nấu ăn á, mà thấy cũng mừng. Cũng mong là có phải duyên nhau thì thấm lại hai con ha. Rồi, cảm ơn chương trình. Bây giờ mình thấy chưa gì lại thấy là con, ví dụ như con dâu với lại mẹ chồng là có nụ cười giống nhau á. Bây giờ mở rào đi cho chúng gặp nhau đi. Từ chứ từ tôi mở, cũng hồi hộp lắm đó ông ơi. Mở để cho nó hồi hộp chút xíu đi. Ngủ chút xíu rồi mở được không? Trời đất ơi, cái ông mối này thiệt á. Không biết nói sao với ông luôn á. Nói hồi chửi tan nát. Mở rào. Đứng lên, đứng lên kìa. Hoa hợp với màu áo quá nhờ. Dạ, cảm ơn. Trời ơi, sao hay vậy? Quá hợp vậy. Anh tặng em. Đây là một dấu hiệu tích cực nha, vô cùng tích cực nha. Ủa, cưng thích cái màu này hay gì? Hướng dương nó tỏa nắng đó, giống như bạn này á. Nên em đoán anh tặng. Dạ. Hay quá, hay quá. Em tặng anh cái bộ măng xét.
Ồ, trời ơi, hồn tưởng nhẫn nha. Dạ, nhẫn. Dạ, dạ, giống như cậu dạ, hôn anh. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ. À, nếu mà anh có sự kiện quan trọng gì, nếu mà anh làm kinh doanh thì em nghĩ là anh cũng thích mặc áo sơ mi cài băng xếp, thì em thấy là cái bộ này nó sẽ hoàn thiện được cái bộ trang phục của anh. Ừ, dạ, mình cảm ơn bạn. Bạn là sao? Cảm ơn em. Cảm ơn em. Dạ. Trời ơi. Đó. Cô ké cái coi. Đẹp quá. Vì vậy lên đồ của người ta mà đẹp cái gì vậy? Người ta sắp xếp lại. Nếu không xài để lại cho anh nha. Chào em. Dạ. Em ở thành phố gì là từ nhỏ tới lớn luôn hả? Dạ đúng rồi. Ủa gì em có thích về quê chơi không? Dạ em dạ thích. Tại vì quê ngoại em cũng ở Bến Tre nên là em cũng thường xuyên một năm cũng mấy lần về Bến Tre. Nhà em có, xin lỗi là có mấy anh chị em? Dạ em còn một em trai nữa. Em trai nữa, vậy em cũng cả luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Bạn mong muốn một cái gia đình tương lai em, của mình. Em thống nhất nha, thống nhất nha. Dạ. Em mong muốn một cái gia đình tương lai của mình như thế nào? Em nghĩ là có vợ chồng rồi mình chăm sóc con cái. Đó là em thì em muốn mẫu người nam là mẫu người của gia đình, tức là chăm sóc gia đình. Một trong hai người bận sau giờ làm thì có thể là người này có thể phụ làm việc nhà với người kia. Cái đó thật ra là cũng là suy nghĩ của anh. Tại vì anh mong muốn hướng tới một cái gia đình như vậy. Bởi vì mình đi làm đã quá mệt rồi, quá cực khổ rồi. Mình mà về nhà nó kéo theo cái mệt mỏi nữa, anh không thích điều đó. Khoảng bao lâu thì mình có thể bước tới được? Em có gấp không? Nếu mà trong quá trình tìm hiểu thì em nghĩ là khoảng bao lâu? Em cũng nghĩ là tùy theo cái tiến triển của cái mối quan hệ của tụi mình thì có thể là từ 6 tháng đến 1 năm. Wow, trời ơi. Dạ, thì mình cứ tìm hiểu nhau không đi. Nghĩ là y chang luôn, hôm qua anh cũng nghĩ là từ 6 tháng đến 1 năm. Trời, làm giật mình. Trời ơi, làm hết rồi chứ. Thì có nhiều cái giống nhau lắm á. Dạ. Mà chương trình có bật mí nói là bạn trai hay khóc thầm một mình á, khóc bên cửa sổ hay là chui vào toilet khóc. Dạ. Hay là đập đầu vào gối khóc. Dạ chắc đập đầu vô gối quá. Rồi mai mốt có vợ là sẽ ngã vào gọi là lòng của vợ và khóc tu tu hả hay sao? Dạ, lúc đó phải cứng hơn chứ, mình đàn ông mà. Là lúc đó em khóc nhiều hơn anh. Anh có khăn giấy. Em tiến tới nắm tay cô gái ha. Dạ. Để cảm được cái đó, nắm cái bàn tay. Tiến tới nắm hai tay. Đó, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Hơi lạnh. Ôi, mềm quá. Cái này anh cũng có luyện cả tuần nay rồi nhưng mà hy vọng là thuộc lời. Khá gì ạ? Vì nếu em cần một bờ vai em, vì nếu em cần một phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan, và khi em cười nụ cười long lanh, còn tim anh giang dở từng ngày, anh sẽ đến ngồi kề bên em và mình tựa vào vai nhau. Rồi, cảm ơn em. Xí xí Linh, cái bài này là của ai sáng tác vậy ta? Hát lạc nhịp nhưng mà đúng nhịp với trái tim. Nữ hát đáp lại đi cưng. Cầm tay anh, giữ vai anh, kề bên anh, nơi này có anh, khép đôi môi thật khép. Em quên lời. Không sao, tiếp tục. Gió mang cọc tình ca, ngàn ánh sao vụt qua, nhẹ ôm lấy em. Ôm đi, ôm đi. Trời ơi, ta nói ôm lấy em mà không ôm vô. Hai đứa này nó rất là chân thành luôn ông ơi. Cưng gì đâu á. Ủa, ui, nắm chặt tay luôn rồi. Chặt tay, nắm, không có buông ra. Vậy giờ em phó thác cái nút này cho anh với bà mối được không? Dạ, được không? Hai người bấm giùm tụi em luôn đi. Bấm luôn ha, dạ. Bên nhà gái là suy nghĩ nè. Dạ. Dạ, đồng ý. Đồng ý. Rồi hai đứa cùng đếm đi. Hai đứa đếm đi. Dạ. Hai đứa đếm đi. Anh với Hồng Vân bấm. Một, hai, ba. Bấm. Tôi thấy rằng là hai bạn rất hợp nhau. Ngay từ lúc nói chuyện và đến bây giờ khi gặp mặt nhau, gần như là các bạn là của nhau. Đúng rồi. Không biết ông trời sinh ra hai bạn để làm gì, để cho nhau đó mà. Không có một kịch bản nào cả, không có một câu chuyện nào sắp đặt cả. Dạ, con xin thưa hai bác. Dạ, hôm nay thì gặp... gặp em ở đây thì con cảm thấy rất là may mắn. Và con hy vọng là trước sự chứng kiến của mọi người thì hai bác cho hai tụi con tìm hiểu nhau. Và hy vọng tiến tới một cái tương lai nó hạnh phúc sau này. Dạ, con cảm ơn. Con đến tham gia chương trình để được gặp anh, được gặp cô. Cũng giống như là một cái duyên à. Dạ, mong là cô tạo điều kiện cho tụi con tìm hiểu nhau. Dạ, cảm ơn con.